Chương 20. Và nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơn yê, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng, các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng, sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng, vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng, các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng, hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người được một đơn yê. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, song họ cũng lãnh mỗi người một đơn yê. Khi lãnh rồi, lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng, những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng. Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng, bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu, ngươi há chẳng đã định với ta một đơn yê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi, ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Trong khi Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ, dọc đường phán cùng họ rằng, này, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại, hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Bây giờ có mẹ của các con trai Cê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giê-xu, lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng, ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Ngài phán rằng, thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được. Ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng, các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đương khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giê-xu qua đó thì kêu lên rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng giày hai người ấy biểu nín đi, nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng, lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, bèn giờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.